trên trán hắn đầy mồ hôi, trong mắt mang theo cảnh giác, ngừa quỷ vương tùy thời ra tay. Đám người vi thanh vào lúc này biến sắc, nhao nhao vây quanh Long Thiên Miểu, ý định dùng tất cả lực lượng kéo dài thời gian. Hừ, quỷ vương lúc này hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, cũng không lao về phía hắn, ngược lại bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lần này tất cả mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu còn làm quỷ vương kiên kỵ hơn cả Long Thiên Miểu sao? Đồng thời trong nội tâm vui vẻ, để Lý Vân Tiêu kéo dài thêm một chút cũng tốt, tốt nhất là đại chiến 300 hiệp với quỷ vương. Nhưng đại chiến 300 hiệp có khả năng sao? Có thể chiến 3 hiệp đã là kỳ tích rồi. Tiểu tử, đây là trò quỷ của ngươi sao, làm cho bổn vương cực kỳ không thoải mái chút nào cả. Sắc mặt quỷ vương âm trầm nhìn chầm chầm vào Lý Vân Tiêu, quát hỏi vài câu, không có câu trả lời nào cả. Lực lượng kia càng ngày càng làm cho hắn kinh hãi bất an, rốt cục nhịn không được, phẫn nộ quát đã giả chết không nói, đi chết thật đi. Hắn lăng không đánh xuống, sắc mặt lập tức biến thành dữ tợn, trực tiếp đánh ra một trường ấn màu xanh xuống, trong trường ấn đạo văn không ngừng hiện ra, luân hồi chi quang chớp động đánh thẳng xuống phía dưới. Không gian đang phá vỡ, lực lượng của quỷ vương giờ phút này mạnh hơn xa lúc trước, đã tăng lên về chất, chỉ uy áp trong trường ấn đã làm cho người ta đại biến. Vì sao mạnh như thế? Trong nội tâm vi thanh run lên, lộ ra thần thái kinh nghi bất định, vốn trông chờ vào long thiên biểu rút thiên phượng chi lực ra còn có một tia hy vọng sau khi cảm nhận được một kích của quỷ vương thì cả đám mặt xám như cho tàn huyền hoa cùng liễu phỉ yên cả kinh vội vàng ra tay đột nhiên một đạo nhân ảnh lao tới bắc quyến cổ nam giơ tay ngăn cản hai người nói bất kể mau lui lại hắn dùng lực kéo một cái ba người hóa thành một đạo lưu quang lui ra xa hơn mười trượng huyền hoa kinh sợ nói ngươi làm cái gì vừa dứt lời trưởng ấn của quỷ vương đã đánh xuống ầm ầm trưởng ấn kia còn cách lý vân tiêu 10 trượng thì bị ngăn cản lại một đạo kết giới hiện ra phía trên đầy phù văn màu vàng và màu đen quấn vào nhau trưởng ấn va chạm vào đám phù văn này thì biến mất nhanh chóng cái gì tất cả mọi người quá sợ hãi hoàn toàn không thể tin được những gì mình nhìn thấy lý vân tiêu hoàn toàn ngăn cản một kích của quỷ vương hơn nữa còn là công thể đại thành là một kích khủng bố sau khi hấp thu 33 công tào uy thế như thế, sợ rằng Long Thiên Miểu cũng không dám nói nhất định có thể tiếp được. Long Thiên Miểu cảm thấy hoảng hốt, không thể tin được. Trong lòng quỷ vương dâng lên sóng to gió lớn, một cảm giác không tốt sinh ra trong nội tâm, hét lớn. Tiểu tử, ngươi làm trò quỷ gì đó, mau ngừng tay cho ta. Hai tay của hắn một chảo, lập tức luân hồi đao hiển hiện, thân đao biến hóa cực lớn, càng trở nên chót vót và mạnh mẽ hơn trước. Ầm ầm, lực lượng một đao kia giống như trường ấn, lại không thể bổ kết giới, chỉ làm nó lắc lư vài phần. Rất nhiều phù văn màu vàng và màu đen hiện ra, quấn quanh người Lý Vân Tiêu hơn 10 triệu phòng thủ vô cùng kiên cố. Quỷ vương hít khí lạnh, hét lớn. Ta không tin, luân hồi đao. Hắn lăng không một chảo, trường đao sau lưng không ngừng xúc thế, vô số phù văn từ thân đao tuôn ra. Cả luân hồi đại chuyển bàn cũng rung động lắc lư, luân hồi lực không ngừng đảo quanh bầu trời, giống như luân hồi bất diệt. Xì, chém xuống một đao, đao ảnh lang thiên ầm ầm kết giới phía trên cao vẫn không có bị phá nhưng bầu trời xuất hiện vô số đao ảnh từng đao không ngừng đánh xuống ầm 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 trong tiếng oanh kích đầy trời vô số ánh đao quấn quanh bên ngoài kết giới của lý vân tiêu nhưng đao ý của quỷ vương cho dù chém cả ngàn lần cho dù hắn là thần trong thế giới đại chuyển bàn những hắn không cách nào đánh tan lực lượng phù văn giống như 33 công tào lúc trước vĩnh viễn bất diệt rầm 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 oanh sắc mặt quỷ vương vô cùng âm trầm, lạnh giọng nói. Ta xem ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu đau. Đám cường giả còn lại nhìn qua cảnh này thì ngây ngốc, ẩm ẩm. Lúc một đao cuối cùng đánh xuống, kết giới không ngừng run rẩy, hóa thành phù văn hai màu đen trắng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở mắt ra, dưới oanh kích này, hắn từ đầu tới cuối vẫn lạnh nhạt, vào lúc này hắn mở to mắt ra. Những hào quang kia sáng lên rực rỡ, như làm cho người kinh hãi là, đôi mắt của hắn mỗi con là màu đen và màu vàng đột nhiên toàn thân quỷ vương run rẩy dữ dội run rẩy giống như hắn đang lạnh run dưới đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào nội tâm của hắn không ngờ sinh ra sợ hãi vô tận giống như sợ hãi từ sâu trong linh hồn như thế nào làm sao có thể ta lại sợ hãi trong nội tâm quỷ vương không ngừng tự hỏi lấy mình trên trán đầy mồ hôi lạnh lan xuống trên mặt lý vân tiêu không mang theo bất cứ biểu lộ nào cả hai tay nhẹ nhàng bắt ấn quyết cổ quái sau lưng có hai đạo lực lượng sinh ra đều phóng thẳng lên trời hai lực lượng này là một vàng một đen chậm rãi ngưng tụ trên bầu trời lúc này hóa thành chân ma pháp tướng cái gì thậm chí có hai bạc vũ kình hoảng hốt không thôi nhịn không được kinh sợ thối lui ra sau ngay cả kỳ thắng phong đang giao chiến trong nội tâm cũng đột nhiên tỉnh táo lại trong mắt tuôn ra vẻ tàn khốc không biết là bản thân kỳ thắng phong hay là vu giật tiên há to miệng thét lên kinh hãi hai chân ma pháp tướng một vàng một đen đều là ba đầu sáu tay, hơn nữa sáu gương mặt giống nhau như đúc. Gương mặt của pháp tướng màu vàng là kiên nghị, nghiêm túc và trang trọng, mà gương mặt pháp tướng màu đen là âm trầm, phẫn nộ, lạnh như băng, sáu gương mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì cả, hoặc là một người nhưng có sáu gương mặt. Sau khi ngưng tụ ra hai chân ma pháp tướng, lực lượng trên người Lý Vân Tiêu không ngừng tuôn ra, rót vào trong pháp tướng, dường như vô cùng vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lực lượng này ngừng ngưng tụ. Hai pháp thân đồng thời mở mắt ra, sáu đạo hào quang lăng lệ từ pháp tướng bắn ra ngoài. Hai người đều là ba đầu sáu tay, đồng thời sáu tay bấm niệm pháp quyết, đối ứng lẫn nhau. Pháp tướng màu vàng đột nhiên tươi cười, ung dung nói: "Hỏi địch thủ, ai địch thủ, trên trời dưới đất, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ." Pháp tướng màu đen lộ ra nụ cười lạnh, hung dữ nói: "Thiên người địch, vạn nhân địch, từ xưa đến nay, chấn diệu cổ kim toàn bộ vô địch." hai chân ma pháp tướng đứng xem, sáu tay bấm niệm pháp quyết, đang ăn ý trên trời cao. Sau ánh mắt khác nhau giống như xuyên Việt thiên cổ, đây là chưa nói tới thời gian. Cái này, đây là... Đoan mục hữu ngọc kinh hãi, giống như thấy chuyện gì đó quá khủng bố. Hai tay của hắn lăng không mở ra, các loại bí quyết ấn bay ra, từng đạo phù văn không ngừng quay cuồng trên không trung, phía trên là các đồ án khác nhau. ngón tay đoan mộc hữu ngọc vẽ lên không trung các loại ký hiệu cổ quá từ trong phù văn các loại lực lượng không ngừng tăng lên đột nhiên rầm 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 tiếng nổ vang vọng tất cả phù văn không ngừng nghiền nát hóa thành linh quang đầy trời cái gì cũng không còn hừ đoan mộc hữu ngọc hừ một tiếng dường như đã bị cắn trả rất mạnh bản thân nội thương khóe miệng cổ máu ca như thế nào rồi đoan mộc thương lo lắng hỏi sắc mặt đoan mộc hữu ngọc ngương trọng lắc đầu dùng tay lau máu tươi, nở nụ cười cổ quái, nói. Thì ra lực lượng trở ngại ta suy tính chính là chân ma pháp tướng. Sắc mặt đoan mục thương tràn đầy yêu sầu, lo lắng nói. Một pháp tướng màu vàng chính là máu thủy tiên biến ra, chẳng lẽ là. Đoan Mộc hữu ngọc thận trọng gật gật đầu, nói. Ân, 8 chín phần 10 là có phiền toái lớn. Tại thành Hồng Nguyệt có biến đổi lớn, hai chân ma pháp tướng đang làm ầm trong đại chuyển bàn. Trong vùng biển không biết xa bao nhiêu vạn dặm, một bóng người ngồi xếp bằng giữa không trung mở mắt ra quang mang bắn ra ngàn vạn trên gương mặt tuấn lãng mang theo âm trầm trong mắt kinh hãi nói loại cảm giác này là hắn là hắn đến sắc mặt hắn đứng lên toàn thân có ma vân màu đen hiển hiện một tay bấm niệm pháp quyết sau lưng chính là vòng xoáy tinh vân nước biển chảy mạnh ngưng tụ một hư ảnh hư ảnh này có ba đầu sáu tay đang bay lên cao chân ma pháp tướng này đang bấn niệm pháp quyết Cảnh tượng giống như đúc hai pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu, ánh mắt như xuyên thấu tầng mây. Một gương mặt trong đó nặng nề, thì thào lẩm bẩm: "Là ngươi sao?" Sau đó sáu mắt chậm rãi nhắm lại, dường như cảm thụ cái gì đó. Sau một lúc, sáu tay vung lên, bắt đầu bấm ấn quyết, một cánh tay sáng lên, bên trong vô số phù quang quay cuồng, không ngừng có lôi minh xuất hiện. Cả không gian lúc này chấn động, pháp tướng không ngừng xoay tròn, mặt biển sinh ra sóng to gió lớn trong linh hoa diệu cảnh ở bắc vực trong hương hoa bốn phía linh quang dị động một gã nam tử đang chậm rãi đi dạo sắc mặt của hắn vô cùng khó coi đang cẩn thận bước đi hắn dường như đang đặt mình trong tuyệt cảnh trong lúc kinh hãi thân thể hắn run lên ánh mắt lộ ra dáng vẻ khó tin nhìn ra phương xa đây là đây là khí tức của hắn sắc mặt nam tử hoảng hốt hoảng hốt thì thào lẩm bẩm hỏi địch thủ ai địch thủ trên trời dưới đất đánh khắp thiên hạ vô địch thủ trong mắt của hắn bắn ra hàn quang mãnh liệt ma khí sinh ra trên người dường như đang kích động lạnh giọng nói thiên hồi bách chuyển ngươi rốt cục đi ra không ma khí trên người hắn quay cuồng hoa chung quanh chuyển rời phấn hoa bay ra linh cảnh mông lung có phù văn hiện ra trên bầu trời không tốt đột nhiên đế giả cả kinh dưới sự khinh thường xúc động cấm chế nơi này vội vàng hóa thành một đám hắc quang hắn muốn phá không rời đi nhưng diệu cảnh linh quang lưu chuyển uy áp mãnh liệt trói buộc hắn trực tiếp bao phủ thân thể của hắn. Hừ, to gan lớn mật, lại dám xông vào linh hoa diệu cảnh, bổn tọa muốn xem là kẻ tặc phương nào. Một giọng nói vang lên, sau đó hào quang chớp động, dường như đi về phía đế giả rời đi. Cùng một thời gian, Nam Vực, Thiên Thủy Quốc. Cả nước cao thấp không ngừng rung động, bầu chơi như vỡ ra, trên cao có kim quang vạn trượng nổ mạnh. Hào quang mạnh mẽ bắn ra bốn phía, đại địa bắt đầu nứt nẻ, cả trong nước lâm vào cực nóng như tận thế. Xảy ra chuyện gì? Trong vương cung thiên thủy quốc, nơi này đang mở chiều hội, đang tụ tập văn võ bá quan. Cái này, cái đã xảy ra chuyện gì? Hộ giá, nhanh hộ giá. Trong đại điện lập tức hoảng loạn, mấy đạo nhân ảnh bay lên trời, trực tiếp đứng bên người tần nguyệt, ánh mắt cảnh giác bảo hộ hắn. Một hộ vệ cực kỳ trẻ tuổi, mặt âm trầm quát. Là ai? Đi ra cho bổn vương. Hắn liên tiếp quát mấy tiếng, cũng không có hưởng ứng. Cả Thiên Thủy quốc này, có thể xưng bổn vương trừ vương thượng tần nguyệt gia, liên chỉ có cường giả võ vương trẻ tuổi nhất, con của tiền nhiệm thủ phụ Lam Quang. Từ khi thành Viêm Vũ trở thành thành địa tu luyện, tất cả quốc gia và tông phái ở Nam vực đều đưa đệ tử ưu tú tới. Mà Lam gia tuy có ân oán nhiều đời với Lý gia, nhưng Lý thuần dương cũng chẳng phải người bụng dạ hẹp hòi, hiện tại hai nhà thực lực khác nhau một trời một vực, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cùng nhau. Lam Hoàng tự mình đến thăm khẩn cầu, hắn không nói hai lời liền đáp ứng, cho Lam Quang đi thành viêm vũ tu luyện. Mấy ngày nay hắn đúng lúc độ phá võ vương, sau chuyến về nhà được phong là Trấn quốc võ vương. Thời điểm trong chiều hoàng sợ, một gã võ quan vội vàng chạy vào, quỳ lại nói. Vương thượng, việc lớn không tốt, thiên địa xuất hiện dị tượng, trong vạn dặm đều có dị tượng. Tần Nguyệt Kinh Hãi nói. Tại sao lại như vậy? Có thể tra rõ ràng nguyên nhân. Võ quan nói nguyên nhân không rõ, không thiên giam đại nhân đã đi không thiên đài quan chắc. tốt, làm tốt lắm. tần nguyệt sợ hãi nói, có biến thì báo ta biết, đồng thời mở trận khí báo cho thành viêm vũ. vâng, võ quang lui ra. lam quang nhìn bộ dáng lo lắng của tần nguyệt nói, bệ hạ không cần lo lắng, nếu chỉ là hiện tượng thiên văn, không phải sức người gây nên, nếu không phải hiện tượng thiên văn, có thành viêm vũ, tất cả không có gì cả. tần nguyệt nói. Chuyện này chấm hiểu, Thành Viêm Vũ là nơi thánh vực đã ban thiết luật. Hắn sầu lo nói, có ai không biết, nhanh chóng chuẩn bị, chấm muốn đích thân đi Thành Viêm Vũ, bái kiến Lý lão gia tử cùng Lý đại tướng quân. Dị tượng xuất hiện, cả Thiên Thủy quốc lâm vào trong hỗn loạn. Thiên địa dị tượng sinh ra nửa ngày bắt đầu dần dần biến yếu, cho đến khi tiêu tán. Đợi đến lúc cao thủ Thành Viêm Vũ đến đây điều tra thì khôi phục bình thường, cái gì cũng không có điều tra ra, chỉ có thể rời đi. Vào lúc này bên ngoài thành Hồng Nguyệt, không biết xa bao nhiêu vạn dặm. Trong không gian luân hồi đại truyền bàn kỳ dị, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ nhìn qua hai chân ma pháp tướng bị lực lượng kinh khủng trấn nhiếp. Cái quỷ gì đây, đây rốt cuộc là thứ gì? Quỷ Vương giống to mấy tiếng, tuy trong lòng đầy sợ hãi, nhưng lý trí nói cho hắn biết, chuyện trong đại truyền bàn, chính mình là thần, có thể trấn áp một phương. Luân hồi đao. Chiến đao trong tay xoay chuyển, mạnh mẽ chằm kích đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết đột nhiên trên bầu trời có hư ảnh hiện ra bay thẳng áp lấy lý vân tiêu hừ trong mắt lý vân tiêu bắn ra thần thái lạnh lùng còn có mỉa mai vô tận thần thái trên mặt đầy kỳ dị uống hắn một tay bấm niệm pháp quyết ấn quyết trong tay không ngừng biến đổi hai chân ma pháp tướng trên bầu trời bắt quyết đánh thẳng về phía trước hai lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành tinh vân trong tinh vân kia hai đạo thân ảnh bắt đầu dần dần dung hợp vào nhau trong khoảnh khắc hóa thành một pháp thân to lớn, dáng người trở nên càng thêm cao lớn, phù văn màu vàng và màu đen dung hợp vào nhau. Hai tay chân ma pháp tướng vung vẩy, hai tay bắn ra khí tức của mình, hai màu phù văn sáng lên. Ầm ầm, hai lực lượng dung hợp vào nhau, lúc này một đạo linh áp hình thành trước người của hắn. Rầm 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 oanh. Luân hồi đao sinh sinh bất tức, gợn sóng vô cùng chém xuống, đều rơi vào cánh tay linh áp, thế không thể phá dưới đao quang va chạm, tất cả đều bị chấn nát, hóa thành khí lãng đầy trời. Đồng thời hai tay chân ma pháp tướng bắt quyết, chém một cái, âm âm một tiếng, lập tức ngăn cản hư ảnh đại chuyển bàn hạ xuống. Cái gì? Đồng tử quỷ vương co lại, hắn dốc sức liều mạng, mà đối phương ra chiêu tùy ý là có thể ngăn cản được. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, suy cười một tiếng. Trên mặt dường như là ma đầu bất diệt, cười lạnh không dứt. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, Bí quyết ngưng tụ vòng xoáy tinh vân không ngừng có lực lượng khủng bố tản ra, cả thiên địa như giao chiến với nhau, tất cả mơ hồ và muốn sụp đổ. Toàn thân quỷ vương run rẩy một chút, trong nội tâm hoảng hốt. Không gian này chính là đại truyền bàn, nếu sụp đổ chẳng khác gì khí hủy người chết. Muốn chiến thắng ta, vĩnh viễn không có khả năng. Quỷ vương nổi giận hét lớn: "Chạm chạm 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 thành mây khói cho ta!" Luân hồi đao đánh thẳng vào linh áp bắn ra hào quang đầy trời, đa số người bị dư âm ảnh hưởng thổ huyết. Trong nội tâm Long Thiên Miểu hoảng sợ, không ngừng rút thiên phượng chi lực. Lúc này toàn thân của hắn run lên, chân long lực dường như bị cái gì đó áp chế, vậy mà vận chuyển khó khăn. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt, phải biết rằng long uy của hắn ngay cả luân hồi lực cũng áp chế không nổi, rốt cuộc là lực lượng gì áp chế hắn. Chỉ thấy hai tay của chân ma pháp tướng, trong kim quang vàng đen của tinh vân kia có binh khí hiện ra, Thanh đao toàn thân ngâm đen, trên thân đao khắc đầy đường vân mơ hồ có hình người và thú, chỉnh thể ảm đạm không ánh sáng. Hắc đao hàng lâm, cả không gian sụp đổ, không gian tán loạn. Toàn thân kỳ thắng phong căng lên, trong nháy mắt đao kia xuất hiện. Vậy mà bịch quỳ xuống, thân thể run rẩy kịch liệt, bộ dáng sợ hãi. Sư phó, sư phó ngươi. Bà Vũ kinh kinh hãi, tuy đao kia rất cổ quái, từ khi xuất hiện đã làm tốc độ nứt vỡ của thiên địa gia tốc nhưng cũng chưa từng làm sư phụ của hắn quỳ xuống. Kỳ Thắng Phong dường như căn bản không có nghe thấy hắn lời nói, mà là khủng bố rung giọng nói. Sáu đạo ma binh, sáu đạo ma binh, A à hàm chảm cốt đao. Bạc Vũ Kình cả kinh, vội hỏi. Sư phó, cái gì là sáu đạo ma binh? Thân thể Kỳ Thắng Phong như điên lên, chỉ là không ngừng run rẩy, giống như mất đi ý thức. Bạc Vũ Kình biết rõ căn bản hỏi không ra cái gì, chỉ có thể lo lắng nhìn qua bầu trời bốn phía đã bắt đầu nứt vỡ không gian bên ngoài không ngừng hiện ra lực trói buộc mọi người cũng giảm đi mọi người đều đại hỉ không ít người cười như điên nhịn không được phóng qua vết nứt đáng chết bổn vương không tin quỷ vương giận dữ mình đã làm rất tốt hơn nữa tất cả đều dựa theo kế hoạch hoàn mỹ mà làm trong đó còn thu được thánh khí nặc á chi chu có thể nói là mừng rỡ không nghĩ tất cả biến thành bọt nước ầm ầm đột nhiên cả không gian chấn động những võ giả phóng qua khe nứt không gian đều biến thành huyết vụ. Ta không tin. Luân hồi chi quang. Quỷ vương đột nhiên hét lớn một tiếng, luân hồi bàn ngưng tụ trong tay của mình, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hào quang, không màu vô hình, trực tiếp bắn tới. Hào quang này là bản thể của đại truyền bàn, cũng là hình chiếu của luân hồi chi quang chính thức, là tồn tại có thể gạt bỏ vạn vật. Lý Vân Tiêu nhìn qua, trong đó không che giấu thần sắc xem thường của mình, Chân ma pháp tướng lúc này cầm lấy cốt đao, ầm ầm chỉ cầm lấy thân đao đã làm bầu trời run rẩy vạn dặm. A à hàm Lý Vân Tiêu kêu gọi một tiếng, thân đao run lên, lập tức ma khí ngập trời tỏa ra. Thân đao có áp chế khó nói nên lời bắn ra khắp bốn phía. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì ngây ngốc dưới khí tức của ma khí, không ai có thể nhúc nhích. Cái gì? Mọi người đều hoảng hốt. Nếu như trước đó trong luân hồi không gian là bị áp chế thời không đã bị luân hồi chi lực áp chế còn nói qua được. Nhưng vào lúc này trong thiên võ giới, rất nhiều quy tắc đang lưu chuyển, nơi này đều là cao thủ, nhưng mà vẫn nói không qua. Nhưng trừ mấy cường giả siêu phàm nhập thánh, những kẻ còn lại không nhúc nhích được. Luân hồi chi quang bắn thẳng vào Lý Vân Tiêu, cắt. Lý Vân Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, chân ma pháp tướng dơ đao lên chém xuống. Hắc đao lập loè, đánh qua những khe hở, yên tĩnh không có chút chấn động nào cả có thể thấy được đao kia sắc bén chém đứt quy tắc chi lực. Ầm ầm. Thân đao chém xuống, chém thẳng vào luân hồi chi quang, lập tức thiên địa sụp đổ, tất cả thời không hỗn loạn, linh khí cùng các loại quy tắc bay ra, quấn quanh vào nhau. Tất cả mọi người kinh ngạc, trong thiên địa không có hào quang gì, chỉ có một đao kia kia sinh ra năng lượng phong bạo, khủng bố cắn nuốt các loại quy tắc. Tất cả mọi người là cường giả đương thời, rất khó hiểu là lực lượng gì mới có thể đánh ra một đao như vậy. Ầm ầm các loại quy tắc đứt gãy, thiên địa không ánh sáng. Lực lượng luân hồi dưới đao quang kia đã nứt vỡ ra, ầm ầm. Lực đối kháng biến mất, lực lượng kinh khủng kia chém tới, thiên địa như biến thành hai nửa. Quỷ vương kinh hãi, biết rõ khó ngăn cản, mặc dù trong lòng có ngàn vạn không phục, không cam lòng, không muốn, nhưng tình thế người mạnh hơn, không thể không chịu thua. Tâm thần hắn biến hóa thật nhanh, liền thả người bay ra, muốn tránh né đao này. Muốn chạy trốn, ngây thơ lý vân tiêu xì cười một tiếng bấm niệm pháp quyết đao thế chém qua ngàn dặm xuyên qua thời không quỷ vương hoảng hốt hắn hít khí lạnh hoảng sợ bay đi không gian quy tắc chung quanh không ngừng chớp động xuyên qua thời không bổn vương không tin dùng năng lực của ta bại bởi ngươi quỷ vương trong lúc tuyệt vọng rất giận dữ ném một câu ngoan thoại tăng dũng cảm cho mình vân tiêu phần nguyệt bầu trời chấn động lục quang đầy trời lóe lên ngăn cản một đao kia ẩm ẩm hào quang cũng bị chém đứt quỷ vương thả người lui ra sau hắn hợp hai tay đánh thêm một chiêu trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh hai tay đổ mồ hôi lạnh tràn ngập vẻ tuyệt vọng thân ảnh chấn động miệng phun máu tươi thân thể quỷ vương bay ra ngoài ma khí màu đen tiến vào thân thể của hắn ăn mòn tất cả a à, a à. quỷ vương lúc này hét lên thảm thiết hắn ngồi xếp bằng xuống không ngừng ngăn cản ma khí ăn mòn đám người đứng ngoài nhìn sợ hãi đám người bọn họ khiếp sợ không dứt. Tuy luân hồi đại chuyển bàn mất đi áp chế, mọi người khôi phục lực lượng, nhưng một đao kia đã vượt qua suy nghĩ của mọi người. Quỷ vương không nói đến có được luân hồi đại chuyển bàn là thánh khí, bản thân hắn cũng là cao thủ thần cảnh, thậm chí chưa tiếp được một đao của Lý Vân Tiêu đã bại, bị trọng thương ngồi mặt đất. Đây rốt cuộc là một đao khủng bố thế nào? Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, dường như phi thường bất mãn một đao này trách cứ nhìn qua đao trong tay chân ma pháp tướng. Năm ngón tay pháp tướng buông lỏng, chuôi đao này chóc ra, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Chân ma cự linh hóa thành vô số quang điểm, biến mất trên trời cao. Tất cả mọi người hít khí lạnh, sợ tới mức không dám đứng gần hắn. Ngay cả huyền hoa cùng liễu phỉ yên cũng cả kinh ngây ngốc. Đây cũng không phải vấn đề có tin hay không, mà là hoàn toàn không cách nào lý giải được. Bác Quyến Cổn Nam nói ngươi không phải Lý Vân Tiêu, ngươi là ai? Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn, tuy nhìn qua nhưng mà xem thấu nội tâm bắc quyến cổ nam, hắn cả kinh lui ra phía sau. Thôi đi, thân thể đại thành đã mục nát, linh hồn hèn mọn giảm xuống từ thần cảnh, không xứng bổn tọa giết ngươi. Lý Vân Tiêu xùy cười một tiếng, nhìn qua thủy tiên trên mặt đất, toàn thân bị máu tươi thấm ướt, thân thể trắng bệch. Hắn nhíu mày, giơ tay phải lên, chậm rãi hạ xuống đánh pháp quyết ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể nàng lập tức một đạo kim quang nổi lên hóa thành trận pháp chậm rãi bao phủ thủy tiên sau đó xoay tròn trận pháp sinh ra văn tự màu vàng quỷ dị không ngừng có ánh sáng rót vào thân thể của nàng đột nhiên đằng quang cả kinh hoảng sợ rung giọng nói đây là cổ linh trận dây là cổ linh trận ngươi thật sự là lý vân tiêu sao lý vân tiêu không để ý tới hắn ánh mắt nhìn qua long thiên miểu ánh nhìn băng hàn lạnh lùng nói ngươi vừa rồi rất cuồng đúng không Toàn thân Long Thiên Miểu run lên, trầm giọng nói: "Chuyện vừa rồi là tình thế bắt buộc, phi nghe là đệ tử ta xem trọng nhất, ta cũng không muốn nàng như thế." "A, à, hiện tại bắt đầu chịu thua." Lý Vân Tiêu cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng nói như vậy, có thể thoát chết được sao?" Long Thiên Miểu đại biến, tức giận nói: "Ngươi muốn giết ta?" Lý Vân Tiêu nói: "Giết ngươi thì như thế nào? Ăn bánh thì dễ dàng, nhổ ra rất khó sao?" Long Thiên Miểu cảnh giác, cầm phi ngê trong tay, nói: "Phi ngê đã chết, ta dùng Thiên Phượng niết thể của nàng đối phó Quỷ Vương cũng không tư tâm. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng lực lượng vừa rồi rất khó tưởng tượng, mặc dù là ngươi, cũng không có khả năng thi triển nhiều lần." Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Như thế nào, ngươi sợ? Đối phó ngươi không cần A Hàm đao phiền phức như thế, nhưng mà đối phó ngươi nha, chậc chậc, ngươi có tư cách chết dưới A Hàm đao sao?" Long Thiên Miểu biến sắc, hắn ném tân thể phi nghe ra xa quay người chạy trốn trốn chê cười lý vân tiêu thân thể lóe lên liền đem phi ngê tiếp được sau đó thoáng một phát biến mất tại nguyên chỗ lập tức xuất hiện tại long thiên miểu trước mặt sắc mặt long thiên miểu đại biến tức giận nói phi nghe chết không cách nào phục sinh ngươi giết ta có thể làm gì huống hồ ta là người phi nghe kính trọng nhất ngươi giết ta không phụ lòng nàng sao chật chật nói nhảm quá đi Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Chân Long chi thân có thêm thiên phượng niết thể, nếu như là chân Long cùng thiên phượng hai người tự mình hàng lâm. Hơn nữa liên thủ một trận chiến, bổn tọa còn có mấy phần kiên kỵ, về phần ngươi sao, giết rất dễ dàng. Trên mặt hắn phát lạnh, duỗi tay ra, một đạo ma nguyên phá không bay tới. Kỳ thật giết ngươi hay không chẳng sao cả, nhưng mà chủ nhân thân hình này có oán niệm rất lớn với ngươi. Ta phải tiêu trừ oán niệm và chấp niệm trong lòng mới có thể dung hợp với thân thể này tất cả mọi người hoảng hốt đột nhiên kinh sợ thối lui người trước mặt quả nhiên không phải lý vân tiêu long thiên miểu biến sắc trước đó nhìn thấy thực lực lý vân tiêu hắn nào dám có nửa phần thư giãn hóa thành long hình chân long kiếm chém qua long cong kiếm ý đung đưa liên tục không dứt long thân của hắn hóa thành thanh long xoay quanh sau đó một đạo hoàng quang hiện ra một con rồng một con phượng bao phủ bầu trời giống như chân linh trở lại thế gian ầm ầm ngã kiếm ý kiếm chém lên ma khí, lập tức tạo ra chấn động mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Vi Thanh là cường giả siêu phàm nhập thánh cũng phải lui ra sau mấy bước, lúc này mới tiêu trừ lực lượng mạnh mẽ kia. Chật chật, rồng bay phượng múa, ta yên tâm rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi đã mang Long Nguyên cùng Phượng Quang Hợp hai làm một, ta chỉ cần rút ra liền có thể cứu sống cô gái nhỏ này, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân thân thể này. Cái gì? Nguyện vọng? đám người bắc quyến cổ nam đều khiếp sợ huyền hoa kinh sợ nói ngươi rốt cuộc là người phương nào vì sao chiếm cứ thân thể của hắn lý vân tiêu căn bản không để ý tới hắn dường như cực kỳ khinh thường trực tiếp ném phi nghe đi rơi vào bên người thủy tiên sau đó thân ảnh lóe lên hắn đánh thẳng vào long thiên miểu long thiên miểu hoảng hốt kiếm ý mạnh lên chém tới thải hồng chạm lý vân tiêu trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt hắn trực tiếp ngăn cản kiếm kia. Phanh, vô số khe hở hiện ra, thân ảnh hai người phiêu hốt bất định dưới hào quang kia. Long Thiên Miểu sau khi đánh một kiếm, hắn cảm giác được lực lượng của ma khí không chênh lệch với kiếm ý của mình, lúc này thở ra một hơi. Tuy trạng thái của Lý Vân Tiêu vô cùng đáng sợ, nhưng đã không phải là trạng thái vô địch lúc trước, hắn có thể đánh cược một lần. Thiên địa vô pháp, phần hải. Hắn lập tức tin tưởng tăng lên không ít, đột nhiên kiếm quyết hóa thành lực lượng khôn cùng, lập tức bắn ra, hóa thành sóng to gió lớn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, cười lạnh một tiếng nói: "Ta nói vì sao kiếm này quen mắt, thì ra là mảnh vỡ chân Long kiếm nha, dám khoe khoang trước mặt của ta, thật sự là làm cho cười cho người cho nghề. Tay phải hắn điểm ra, ngón tay tay bắt ấn quyết, các loại dị lực của quái xuyên thẳng qua, không làm hắn tổn thương chút nào cả. "Cái gì?" Long Thiên Miểu hoảng hốt, "Một kiếm của mình có thể chém thế giới, vì sao không thể làm tổn thương đối thủ?" hắn hoảng sợ bàn tay kia điểm về phía hắn một cái hắn sợ hãi toát mồ hôi lạnh dơ kiếm ngăn cản đương ngón tay kia như áp vỡ thiên địa ép thân kiếm cong vút đột nhiên bắn ngược trở về lý vân tiêu cũng bị chấn động thối lui mấy bước nội tâm long thiên miểu hoảng loạn lớn tiếng nói vi thanh đại nhân giúp ta có nhiều con sâu cái kiến hơn nữa ta cũng bóp chết lý vân tiêu xùy cười một tiếng tiến lên một bước xuất hiện trước mặt long thiên miểu trực tiếp bắt hắn. Long Thiên Miểu cảm nhận dưới một chảo này, thời không đình trệ, không chỉ áp chế nguyên lực của hắn, ngay cả máu cũng đông cứng lại. rồng bay phượng múa. Hắn kinh hãi thi triển chiêu mạnh nhất của mình. Đồng thời bóng kiếm bắn ra, lập tức chém vỡ gông cùng, Long Thiên Miểu hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Lý Vân Tiêu cau mày nhìn một chảo của mình, bất mãn nói. Lực lượng đến quá chậm, đối phó loại sâu kiến này còn phải dùng mấy chiêu. Long Thiên Miểu sắc mặt trắng bệch, quát ầm lên. Vi Thanh Đại Nhân, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Hẳn mọi người ngây thơ cho rằng hắn sau khi giết ta, sẽ bỏ qua các ngươi. Vi Thanh sắc mặt âm trầm bất định, cũng không biết Lý Vân Tiêu thân phận như thế nào, suy nghĩ thế nào, có ra tay với mình không? Nếu Lý Vân Tiêu chỉ giết Long Thiên Miểu cùng Quỷ Vương, hắn cầu còn không được, dù sao hai người này lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy Long Thiên Miểu có quan hệ kết minh với hắn, nhưng đã không cách nào khống chế, hủy diệt mới tốt. Vi Thanh nhìn qua kỳ thắng phong đang quỳ trên đất, đi tới một bước, đánh ra một chiều. Bạc Vũ Kình kinh sợ nói. Ngươi làm cái gì? Hắn lập tức xuất kiếm, chém qua ngăn cản Vi Thanh. Phanh, Vi Thanh đánh bay kiếm của hắn, đánh một ấn quyết vào đầu kỳ thắng phong. Phanh, a, à, kỳ thắng phong há to mồm, kêu thảm một tiếng, máu chảy đầm đìa. Sư phó, Bạc Vũ Kình kinh hãi giận dữ, bay tới chém ra một kiếm. Ừ. vi thanh hừ lạnh một tiếng năm ngón tay nắm lấy không gian chỉ trệ bạc vũ kình bị trấn nhiếp dừng tay đột nhiên kỳ thắng phong mở mắt ra đôi mắt thanh tịnh trầm giọng hét lớn một tiếng bạc vũ kình cả kinh nói sư phó ngươi khôi phục kỳ thắng phong mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu nhìn qua thân ảnh lý vân tiêu hai tay mười ngón bấu vào trong thịt thần sắc cực độ phức tạp vi thanh nói kỳ thắng phong đại nhân ngươi dường như biết chút ít gì đó Lý Vân Tiêu hiện là bị kẻ nào phụ thể?" Kỳ Thắng Phong nói. "Biết nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt gì." Vi Thanh tức giận nói. "Đại nhân, ta kéo ngươi từ thần trí thác loạn trở về, ngươi báo đáp ta như thế nào?" "Hừ." Kỳ Thắng Phong khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó mới nói. "Phụ thể tự nhiên là ma chủ đại nhân." Vi Thanh cau mày nói. "Là ma chủ đế vài vạn năm trước bị mọi người vây công." Kỳ Thắng Phong liếc hắn một cái, nói. Xem ra ngươi cũng hiểu, nhưng mà lực lượng của Lý Vân Tiêu không phải của đế đại nhân, mà là của người khác. Cái gì? Mọi người cả đều kinh. Ở đây đều là cường giả đỉnh phong, hơi hiểu một ít bí mật của thiên võ giới, năm đó trận chiến phong ma có lưu lại không ít tư liệu lẻ tẻ, người bình thường chưa hẳn biết rõ, nhưng đám người bọn họ biết không ít. Vi Thanh càng sợ hãi nói, chẳng lẽ ma chủ cũng không phải là một người? Sắc mặt Kỳ Thắng Phong biến thành cổ quái, nói, tình huống có chút phức tạp. Tình huống cụ thể ta không biết quá nhiều. Nhưng mà đại nhân này vừa đi ra thì quá kinh thế hãi tục. Bắc quyến cổ nam đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Kinh hãi nói. Chẳng lẽ là... cổ? Thân thể kỳ thắng phong chấn động. Xoay đầu lại. Trong mắt bắn ra tinh quang. Quát. Ngươi là người phương nào? Vậy mà biết rõ mà chủ phổ đại nhân. Bắc quyến cổ nam cực kỳ khó coi. Trên gương mặt Tuấn Mỹ khó coi hơn cả quả cả. Nói. Không có khả năng. Không có khả năng ma chủ phổ chính là Hư trong thiên hạ không có gì không có khả năng Kỳ Thắng Phong lạnh giọng nói Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ Trấn diệu của kim toàn bộ vô địch Làm sao dễ dàng chết được Hắn ngẩng đầu lên Trong mắt bắn ra tinh quang Nói Chỉ là không nghĩ tới Không thể ngờ rằng Trên người Lý Vân Tiêu có hai chủng truyền thừa của đế đại nhân và phổ đại nhân Vi Thanh khó coi nói Dùng hiểu biết của ngươi về ma chủ phổ Là thiện hay ác có thể ra tay đối phó chúng ta không? Đây mới là nguyên nhân mấu chốt hắn cứu kỳ thắng phong tỉnh lại. Nếu ma chủ phổ không công kích mọi người, hắn cũng không muốn trêu chọc đại địch như vậy, hơn nữa có thể bỏ qua Long Thiên Miểu. Kỳ thắng phong cười lạnh nói, Hừ hừ thiên hạ này làm gì có phân thiện ác. Trong cơ thể Lý Vân Tiêu chỉ có một đoạn lực lượng và ý thức vô nghĩa của phổ đại nhân mà thôi, chúng ta há có thể tự tiện phỏng đoán. Bác Quyến Cổ Nam đột nhiên cả kinh nói, ta hiểu ma chủ phổ là mượn thân thể lý vân tiêu hàng lâm ta cũng cảm nhận ma khí trong người lý vân tiêu càng ngày càng nặng dường như có lực lượng không ngừng truyền tống xuống nhất định phải ngăn cản chuyện này nếu không cả thiên võ giới đều xong đời vi thanh trầm giọng nói mượn thể hàng lâm ý là lý vân tiêu vào lúc này chỉ là một phần nhỏ thân thể của ma chủ phổ bắc quyến cổ nam biến sắc nói việc này quan hệ quá nhiều ta cũng không dám xác định hiện tại làm sao đi tìm chân thân Đoan Mộc Hữu Ngọc nói. Hiện tại tìm chân thân cũng quá muộn rồi, nghĩ biện pháp phong ấn ý chí phổ trong thân thể Lý Vân Tiêu mới là chính đầu. Nếu không Long Thiên Miểu vừa chết, chúng ta sợ rằng khó tránh một kiếp. Vi Thanh cắn răng nói. Đã như vậy, mọi người lại liên thủ, không chỉ vì tính mạng của mình, cũng vì an nguy của thiên võ giới. Toàn thân kỳ thắng phong run lên, dường như cực kỳ kiên kỵ, nghĩ một hồi rồi gật đầu. Diêu Kim Lương lạnh giọng nói. Nhân vật đáng sợ như thế, chém giết triệt để là được, không cần phong ấn. Giết, ha ha, thật sự là người không biết không sợ. Kỳ Thắng Phong cười mỉa mai. Diêu Kim Lương sắc mặt trầm xuống, khẽ nói. Mặc dù không thể đánh chết bản thể hắn, ít nhất cũng phải giết Lý Vân Tiêu, như vậy hắn không thể mượn thể hàng lâm. Huyền Hoa biến sắc, tức giận nói. Nếu ngươi làm hắn bị thương, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp lão của của ngươi. Huyền Hoa ta sẽ giết kẻ đó đầu tiên. Diêu Kim Lương cuồng nộ, nghĩ tới chính mình là yêu thú, hắn giận dữ muốn đi liều mạng. Vi Thanh lạnh lùng nói: "Đừng cãi, cho dù là hay là phong ấn, ít nhất phải áp chế hắn mới được, Long Thiên Miểu sắp không được, ra tay đi." Quyết định xong, hắn cũng nghiêm túc, bóng người lóe lên bay lên cao, Giang Sơn Như Họa hiện ra, nói: "Long đại tiên sinh đừng hoảng hốt, ta đến giúp ngươi." "Ừ." Long Thiên Miểu mặc dù bất mãn với chuyện hắn kéo dài thời gian, hừ một tiếng, nhưng nội tâm rốt cục thở ra một hơi. Diêu Kim Lương ném quỷ lăng tới, cũng chém ra. Đám người còn lại không ngừng ra tay, bay lên trời cao, nhưng không dám tới quá gần Lý Vân Tiêu, mà là công kích từ xa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh giọng nói: "Cũng được, giảm bớt công phu ta giết một hồi, chúng sinh đều là con sâu cái kiến, một đám cọng rơm cái rác, có tư cách gì nắm giữ vận mệnh của mình?" Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức hóa ra ba đầu sáu tay lăng không bay múa. Phù văn đầy trời xuất hiện, phù văn hai màu vàng và đen hiện ra, đan vào cùng một chỗ, chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức một đạo ánh sáng khuếch tán trên không trung, bao phủ tất cả mọi người vào trong, giống như một đạo thiên mạc bao phủ các nơi. Phàm là chư tương, đều là vô căn cứ, chư tương bất tương, tức gặp như lai. Lý Vân Tiêu trầm giọng ngâm nga, sáu tay lăng không một chảo, lập tức thiên mạc lượn vòng, mang nguyên tri lực khủng bố hiện ra, Chân ma pháp tướng màu vàng lăng không hiện ra. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn